Clip này chỉ mang tính chất giải trí, không động viên khuyến khích cho bất kỳ hành động tiêu cực nào diễn ra trong đoạn video. Kang không hề cố ý cổ xí cho bạn nào đi ngược thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với cái kênh Vũ Hoa Tóc Bà Cổ mà đi bút kia tè phun quay đất yêu hộp me của mọi người đây. Thì ngày hôm nay Vũ sẽ cùng với các bạn chơi trò chơi cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ VIP luôn đó nha. Hôm nay mình có sự tham gia của các diễn viên Jibun Hego và cô gái xinh đẹp đỏ từ chơi xuống dưới. Tào lao. Ủa ta đang khen mà. Ta đang khen mà gì vậy? Đây là cô gái đáng ghét. Cũng được đi, đáng yêu cũng được, đáng ghét nhưng mà yêu quá không. Ok. Và cô gái xinh ra đẹp đỏ trên xuống dưới, đỏ lè đỏ lép như còn ké. Lẹo. Gá mô gâu. Gá mô gâu. Ok, đó chính là gấu Muga Gaming nha các bạn. Thì bây giờ thì Jabun sẽ cùng với gấu Muga sẽ cùng nhau trải nghiệm con map cực kỳ là hấp dẫn, được nhiều người chơi, bây giờ là đến hàng triệu lượt tải rồi. Đây là công tắc độc tài của Dogemon á, bắn một cái là ngủm liền đó. Ôi vậy hả, chết cha tính bắn anh luôn á. Ok, thì đây đố mọi người, đây chính là cái gì, đố Muga là cái gì? Đây là cánh cửa thân cây. Đúng rồi. Của ai? Của Doraemon. Vô. Em đi vô chưa? Được vô rồi đó, vô đi. Muốn đi vô lắm rồi đó. Vô đi. Wow. Cái mô hình này quen quá vậy, giống như MC vậy đó. Đâu, đâu mô hình nào? Mô hình này hả? Sa lông hả? Ủa là cá lông hả? À. Mô hình Doraemon. Còn đây là quái vật thanh long. Có muốn biến thành thanh long không? Ủa? Tại sao trong Doraemon lại có quái vật thanh long? Tại vì quái vật thanh long có trong mô trong Pokemon. Lần đầu tiên quái vật thanh long có trong Doraemon. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ đọc cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng chứa cái gì đây. Gợi ý chơi game. À là con map này của bạn Huy Henry. Nhưng mà giờ bớt đổi tên thành Jabun nữa mọi người. Chào các bạn, là game nhập vai à, hãy chọn nhân vật bạn thích trong Doraemon nhé. Doraemon đã quên cái túi thần kỳ ở nhà, thế là lũ chuột đã đến là theo bảo bối của cậu ấy ra đi. Ok, khắp nơi hãy cùng nhau tìm bảo bối với bạn ấy nhé. À, mình là YouTuber Huy Henry. Trời ơi quên sửa lại, biến thành Jabun rồi, Jabun Hero rồi. Huy Henry thằng nào vậy, anh đẹp trai không? Hả? Đẹp trai lắm, Huy Henry đẹp trai lắm. Đẹp như Jabun vậy đó. Trời. Người sẽ gợi ý cho bạn các câu hỏi, lưu ý những câu trả lời là cất giữ bảo bối nhé. Gợi ý 1, bên dưới Nobita có cái gì, cái kho nhỏ, cái nhà với cái tivi. Bên dưới nhà Nobita có gì? Ủa Shizuka, game này game giật dai á, mình là Dogemon. Trả lời Shizuka nha. Sao không phải là Nobita? Tại vì Dogemon có gì bảo bối. Wow. Ủa nãy đọc câu hỏi đâu rồi, xem không thấy. Nè, trong cái quyển sổ này nè. Quyển sổ này hả? Quyển sổ gợi ý á. Mở cái này ra. Cái kho nhỏ, cái nhà, cái tivi. Dưới nhà Nobita là cái tivi. Trời ơi, sai bét rồi. Hả? Dưới nhà Nobita là cái... Hồi đó xưa tôi sai mà giờ tôi quên luôn rồi. Cái nhà. Đúng không? Ủa gì vậy? Dưới nhà Nobita dưới là cái TV, nhà. Để coi dưới tivi có không? Không, cái tivi này rồi. Không có. TV này không có rồi Muga. TV này nó để chưng thôi. Vậy là chỉ đây còn là... hai đáp án. Rồi em xin chọn đáp án, đó chính là cái kho nhỏ đúng không? Đúng rồi. Đây. Nè Muga đã. Cứ đi theo mình hoài à. Thằng đó là Windy á, cẩn thận đó nha. Có cái đèn pin thu nhỏ cho Muga. Thu lộn thằng không to, không to. Phóng anh. Thôi, phóng ra thằng kia đi. Phóng to anh, kẻ cái đầu ở đây sao? Mày cho mày phóng to. Hay dữ. Ghê. Trời một cao pháp thuật Queen and cha tích. Cái gì chắc anh rồi. Đúng rồi. Ok, gợi ý 2 là có cái gì đây nè. Bạn đã tìm thấy món bảo bối đầu tiên, đó là món bảo bối đèn pin thu nhỏ rồi nè. Ok. Rồi, nơi mẹ Nobita khay cất giấy báo cũ. Cái kho, cái nhà ăn cái, hay là nhà vệ sinh. Cái kho. Cái kho là như thế nào, bên hông. Nằm bên hông mà đúng không? Cái đồ này đúng không? Đúng rồi. Cái kho đâu? Cái kho đây phải không? Đây. Đó. Tôi coi Doraemon đó mấy nhỏ. Hình như là ở đây có gì nè. Đố Muga đây là cái gì? Cái này là cái gì qua đoạn đường hầm thu nhỏ phóng to đúng không? Đúng vậy, chính xác. Có cái bàn pin phóng to nè. Lộn phóng nhỏ nè. À, rồi. Thu nhỏ như buông lại. Trời ơi. Ghê. Nhưng mà ủa sao nó nhỏ được nữa hả? Hết rồi, nó chỉ có vậy thôi à. Nhưng mà tại anh đang bự hơn em á Bun. Bự hơn em một chút xíu á. Không sao đâu, anh ăn nhiều quá nên anh bự. Đây, để anh chui qua đường hầm thu nhỏ, để anh thu nhỏ lại nha. Ok. Tiếp theo.
Đó. Oh, wow, hay quá. Ok. Đã. Từ rồi. Đây, anh có gợi ý số 3 rồi. Gợi ý số 3 là gì đây? Khi Nobita ăn quá nhiều bánh, trí nhớ cậu ấy đi đâu? Đi học, đi ngủ, đi vệ sinh. Trời ơi, khó quá, Muna. Đi vệ sinh. Đúng vậy, chính xác. Trời ơi, có ai coi được tập đó không? Tập mà Nobita đi vệ sinh đó, trời ơi, ăn quá trời bánh nhé, bánh gì bánh trí nhớ luôn, xong cái đi vệ sinh. Đúng rồi. Ơi, tại vì Nobita lười học đó anh. Đúng rồi, Nobita lười học quá. Các bạn đừng có lười học như Nobita nha, mà hãy lười tập học với Jabun. Anh chôn Việt Nam thôi, anh nói chôn Việt Nam thôi. Gợi ý thứ tư, kho gì không nằm dưới lầu? Kho trên mây, kho trên lầu, kho trong nhà. Kho trong nhà mà nằm dưới lầu đó, đúng rồi đúng không? Hay là kho trên mây? Có cái kho nằm ở trên mây không Muga? Vậy là chắc là ở kho trên lầu á. Ừ, để lên kho trên lầu coi. Trên lầu mà không có thì em nghĩ là kho dưới nhà đó. Ú, đây có một cái kho nè. Kho này như là nuôi ta hay giúp bà kiểm tra đó. Đi. Hả? Đóng cửa lại luôn. Ủa gì vậy? Mở cửa ra. Mở cửa ra lấy đồ chứ. Gì vậy? Muga chôn Việt Nam. Chôn Việt Nam. Ủa Muga. Ủa Muga đâu rồi? Chết là Muga bị dịch chỉ đi ra chỗ khác rồi mọi người ơi. Mình phải đi lấy taxi rước Muga các bạn ơi. A few moments later. Muga. Anh với Muga mới thấy có một thứ đặc biệt lắm em. Ủa gì vậy? Ú, cái này là trong chốc chia nè Nobita. Nè Shizuka chứ, nể nói mà Shizuka mà vẫn quên. Ủa, nữa thì có. Lộn, tưởng em là Nobita. Ai đây? Trong chốc chia là giờ. Shizuka. Gì Suzuka? Suzuka. Rồi, gợi ý tiếp theo đi. Gợi ý tiếp theo là nơi này người yêu Doraemon hay lên trên đó chơi. Bầu trời, mặt trăng, nóc nhà Nobita. Gợi ý nhỏ dùng trong chống che nhé. Chỉ có mặt trăng thôi. Nóc nhà. Trời đất ơi. Ủa vậy? Ủa mày, đấy, ủa vậy hồi từ hồi nào mà Doraemon yêu người của mặt trăng vậy? Thì có cái bộ, có cái tập mà Doraemon yêu con mèo hay hát với anh Trăng. Mèo hay hát với anh Trăng thì nó cũng ngồi với nhà anh Trăng gì đó. Sao đó We want nơi đây gì đó. Cái đảo Bun ơi, đảo quá. Đã không? Cho anh ké với, Ừ, đây đưa. Cho anh ké chơi, cho mấy bạn coi chức năng của trong giống tre. Đó, coi đi, trời ơi, bay đã lắm. Bạn thấy không? Jabun có thể thấy được là mặt nước rất là đẹp luôn nha. Đó, mặt anh nước. Anh ơi, về anh ơi, mình đang tìm chìa khóa, về đi, trời đất ơi. Từ từ, để anh đứng trên này. Rồi, nhảy lên đi, nóc trời nhà. Trời đất ơi, ông nhảy lên, cái xong rồi ông kêu tôi tự nhảy lên. Ê, đây có một cái mũi tên nè em. Vô. Mình dịch chuyển ở đâu nè Muga. Đằng sau luôn là cái cầu của Bun bự cho má. Trời ơi, cái cầu này là cái cầu mà chở cái xe lửa đó Muga. Đúng rồi. Ủa, cái cầu chở cái xe lửa. Đúng rồi, cái xe lửa chạy ngang qua đó nhớ không? Trong mặt hình đấy. Anh dùng cái ngôn ngữ gì kỳ vậy? Cái tàu chở cái xe lửa. Cái cầu nó chở cái xe lửa. Ủa rồi mình ra đây chi vậy? Ê, lấy cái gương, lấy cái gương. Anh ngoài đây là sân bóng nè. Đâu, sân bóng. Sân bóng chạy 05092001 kìa, gì thua dữ dằn vậy? Này chắc chỉ có đội Nobita mới thua vậy thôi chứ. Ôi, không, cái người này á nghĩ là 0509 là sinh nhật của cái bạn Huy Andy này nè. Là ngày sinh đúng không? Đâu để đọc cái hướng dẫn ơi. Em ngồi ghế rồi, ngồi ghế đợi đi nè. Có mấy cái này ghế ngồi nè. Chỗ mà Nobita chán nản nhất. A nhà Suka, trên bàn B trên bàn học và C là nhà ăn. Ý nhỏ vào đường hầm để trở về. Cái này là em chắc chắn 100% là bàn học luôn, tại vì nó rất là lười học. Trời đất ơi. Ủa vậy hả? Trời, anh tưởng đó là nhà Suka. Ủa sao em đi à, quên em đang đi con này. Thường thì nhà nuôi cha tán qua nhà Suka chơi lắm. Anh coi đêm lâu rồi anh biết mà. Ủa sao lại dán nhà Shizuka, hay là do nhà Shizuka trừ khi lúc đó có đi Kisugi thôi. Anh đừng có biện minh bao biện cho cái sự sai lầm đó đi. Thôi nó giỡn á, chứ giờ mình vô đường hầm đi về đi. Đường hầm này sáng không ra. Nó trắng bóng. Mình chơi tiêu chí đây được luôn nè. Wow, cái gì đen thui nè Bun ơi. Xung quanh mình nó có cái gì? Ủa đâu rồi? Wow. Jabun với Muga còn chút ác à. Trời ơi.
mua ý gà là chú ép gì cho dễ thương. Ừ, mua gà với buôn còn chút ép như là con kiến luôn á. Giờ mà ai đi ngang qua đạm cái là gió bay liền luôn á, thiệt sự luôn á. Thôi mình vô đi, mất công gió tới thì cái là mình bị biến thành ngay cái làn gió luôn á. Mua chung với bạn được luôn nè. Mua gà chung với bạn luôn nè. Teo teo. Hay quá ta. Giờ cái này nhỏ nhỏ chơi chúng tìm là khỏi tìm luôn. Đúng rồi, giờ Gia Buôn trốn ở trong cái bình này được luôn nè. Gia Buôn vô đây trốn là thách mua gà tìm Gia Buôn. Thôi giờ anh đi tìm em đi. Ủa gì kìa, đâu để tìm rồi. Gia Buôn sẽ thử thách tìm mua gà nha mọi người. Cút ngà giúp anh trong giờ chăng. Ủa đâu rồi ta, cái chấm. Ủa anh đang đi theo chấm xanh hả? Chấm xanh đi theo chấm xanh. Mua gà trong vòng này. Trời ơi, tìm thấy chấm xanh không có chơi đâu. Mình đi theo, mình làm vụ đi, không chơi nha Buôn. Ôi, không, mình đọc giải sáo đi nè. Ok, đi lên bàn học của Nobita đi. Chỗ mà mua gà chán, Nobita chán nhất là trên bàn học đó. Em muốn đi luôn nè. Ủa, thôi mất tiêu rồi. Anh ơi, bị đi vô cái cánh cổng thần kỳ ơi. Cánh cổng thần kỳ gì? Bà nội ơi, đừng làm thời gian cho mày cánh cổng thần kỳ. Đừng làm thời gian, đúng rồi, bây giờ sao? Từ từ, để anh lấy sao nè, em ăn sao đi. Gửi gì đây, chạy hết con đường chạy đến đến cuối. Dùng thẻ hồi sinh để quay về. Không, chạy đến cuối đi chứ. Ê, lần đầu tiên đi bộ trong đường hầm thời gian luôn mua gà. Thiệt luôn á, em cứ nghĩ là được. Ủa sao có cái xe cái này vậy anh? Mình có thể lên đó ngồi. Mình lên được nè, anh lên đâu? Đâu đến lên coi, không được, chở có người à. Trời ơi, phèn. Đây, thôi mua gà đi bộ đi để cho em đi chạy. Bộ Gia Buôn, Gia Buôn sống ác quá. Gia Buôn cho mua gà đi bộ các bạn ơi. Ác ồn. Có cái lỗ. Wow. Quá rồi. Ui, mình đang ở cái chỗ nào nè? Đây. Em có thể chui vô cái ống đúng không? Đây là cái ống để mà chúng ta có thể đi vô trong này. Ờ, chứ không vô được. Không được. Không được. Không được. Cổ này. Ôi, đây là cái bãi đất trống nè, mọi người hãy chơi đây nè. Nay cho mọi người không chơi nữa. Sao người ta nói bãi đất trống mà nó lại có mấy cái ống cống ở đây là sao? Thì bãi đất trống này người ta mới để ké đồ. Trời ơi, khẩu quá à. Cái gì đây, bạn đã tìm thấy món bỏ bối cuối cùng rồi. Đó là cánh cửa thần kỳ. Trời ơi, cánh cửa thần kỳ. Yeah, bây giờ bạn... Ủa, vậy là mình xong rồi hả? Xong rồi. Ok. Về về mua ai ơi, về. Về, let's go. Lên. Về mua cách nào? Nè, lên đi. Lên đây chị. Rồi, xong về. Rồi. Qua cánh cửa thần kỳ về nè. Trời đất ơi, là trời, tôi tưởng cái gì. Đi về. Tôi tưởng lên cái xe này bấm cái gì nó sẽ đi về, ai ngờ đi qua cánh cửa thần kỳ. Ok các bạn, bây giờ Buôn với Moga bị teo nhỏ rồi các bạn ơi. Không biết sao nên phóng lớn rồi. Cảm ơn Moga, anh bự hơn em chút xíu rồi kìa. Ê, sao cái xe tôi chạy á, thì nó là con máy thời gian mà nó có trí thông minh đó, nó là được nâng cấp. Bự khổng lồ luôn anh ơi, em làm cho con máy thời gian ngẫm rồi. Làm đi, cái cỗ máy đó 15 triệu luôn đó. Làm đi. Xin lỗi. Không có tiền đền. Thôi được rồi, gì không có tiền đền em trả cho anh những cái đồ mà nó vừa bị buông ra. Trời ơi, nó rớt ra những cái linh kiện nè mọi người. Ok các bạn ơi, clip của Gia Buôn tới đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình tới giờ. Và nếu các bạn muốn chơi con map này, có thể tải map về chơi nha. Số ID là 878-0028. Các bạn có thể ủng hộ Gia Buôn để Gia Buôn có tiền trang trải cuộc sống ăn mì gói nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye. Đừng quên một cái ủng hộ gấu Moga xinh đẹp nhé.